Xin chào các bạn. Thì hôm trước có một anh ở bên shop bếp xứ Mường, anh ấy muốn là gửi thịt trâu của shop anh ấy để cho mình trải nghiệm. Thì mình cũng ok thôi. Thế là anh ấy gửi cho mình một cái gói 500g thịt trâu như này. Cái gói này thì shop của anh ấy đang bán với giá là 299k. Thế là mình mới hỏi anh ấy là: anh ơi, sao thịt trâu bên anh bán rẻ thế? Thì anh bảo là shop của anh mới, cho nên là anh bán để lấy khách chứ không phải là hàng chất lượng kém. Và quan điểm của kênh review nghiêm túc đó chính là mình không nhận tiền cát xê, để mình có thể đưa ra nhận xét một cách thoải mái nhất có thể. Và mặc dù mình có gắn sản phẩm ở giỏ hàng trong video, tuy nhiên các bạn thấy chỗ nào rẻ các bạn mua, các bạn tìm chỗ nào rẻ các bạn mua, người khác review rẻ các bạn mua, không nhất thiết là phải mua ở đây. Ok, thì bây giờ mời các bạn cùng mình trải nghiệm thịt trâu của shop bếp xứ Mường. Và bên trong mình sẽ có một cái gói chẩm chéo đi cùng để chấm như này. Khi mà vừa mở cái túi ra thì mình thấy nó có một cái mùi rất là thơm. Nó có mùi hơi hôi hôi của thịt trâu bò, mùi mắc khén, rồi thì mùi chua chua cay cay của gia vị. Xin mời các bạn. Bên trong miếng thịt còn khá là đỏ. Theo như anh chủ shop ấy thì cái miếng thịt này nó đã chín rồi và có thể ăn được luôn. Nhưng mà bạn nào mà thích ăn mềm ấy thì có thể hấp cách thủy 5 phút, sau đấy là mình bỏ ra mình đập cho nó mềm. Khi ăn ấy thì mình thấy cái vị hơi hôi hôi của thịt trâu. Nó có vị mặn mặn, vị cay cay, vị chua chua. Cái gia vị phủ ở ngoài này mình thấy nó khá là giống chẩm chéo. Và ăn nó có mùi kiểu khói, rồi hơi cháy cháy. Cái vị của nó thì ăn ngon đấy, nó kiểu không bị giả đâu. Ăn một lúc thì thấy cũng khá cay đấy. Cái chẩm chéo này thì mình sẽ pha với chanh hoặc là tương ớt, hoặc là quất cũng được. Ở đây mình dùng quất vì cái mùi của quất nó thơm. Chấm với chẩm chéo thì cái vị nó đậm đà hơn hẳn. Nó mặn hơn, nó cay hơn và nó chua hơn. Tổng kết lại thì cá nhân mình thấy cái thịt này ăn khá là chất lượng. Cái miếng thịt thì mặc dù mình không hấp cách thủy nhưng mà ăn nó vẫn mềm. Ăn thì nó không bị dai quá và nó không bị cứng. Về gia vị ấy, thì cá nhân mình thấy là miếng thịt này nó đã được nêm cũng rất là vừa rồi. Cứ thế ăn không cũng được, không cần phải chấm. Tuy nhiên là khi chấm vào ấy thì là cái vị của nó mình thấy là đậm đà, nó phải gấp đôi gấp ba lần. Và 299k cho nửa cân thịt trâu gác bếp thì mình thấy được cũng khá là nhiều. Và cái thịt trâu gác bếp này mình nghĩ là để mà làm đồ nhắm ấy thì rất là hợp lý và rất là ok.